chợ đầu mối nông sản Thủ Đức sáng chủ nhật ngày 24. Hello, xin chào quý vị. Phương xin chúc quý vị ngày mới thật nhiều sức khỏe, an vui, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đây là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức lớn nhất Sài Gòn. Hôm nay Phương sẽ review khu vực bán trái cây tại chợ đầu mối. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm với Phương nha. Chợ ở đây nằm trên số 141 quốc lộ 1A, phường Tân Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị nào mà muốn đi chợ đầu mối này mà không có rành đường thì ở trong cái điện thoại nó có cái phần Google Maps á. Quý vị vào phần Google Maps, quý vị tìm kiếm cái từ khóa chợ đầu mối nông sản Thủ Đức á, thì cái hình của chợ sẽ hiện ra và bấm vô cái hình của chợ á, thì ở dưới nó có cái phần chỉ đường đi á. Quý vị bấm vào phần chỉ đường đi á, thì Google Maps sẽ chỉ đường quý vị tới chợ đầu mối này nha. Đây là khu vực chuyên bán sỉ trái cây cho các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ từ 4 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Thì chiều họ nghỉ, họ không có bán nha. Những tiểu thương buôn bán lớn á, thì họ mua ban đêm. Ban đêm thì chợ họp từ lúc 19 giờ tới khoảng 5-6 giờ sáng thì chợ nghỉ nha. Cũng có một số sạp thì họ họp tới khoảng 9 hoặc 10 hoặc 11 giờ họ mới nghỉ nha. Ở đây thì quý vị mua 1 ký cũng được tính giá sỉ nha. Và 1 ký trở lên họ mới bán nha. Và giá sỉ ở đây thì rẻ hơn chợ lẻ rất là nhiều nha. Bưởi da xanh Bến Tre 5 trái 100 ngàn, có loại 4 trái 100 ngàn, tiêu lớn á 25 ngàn 1 ký, cam VIP siêu ngọt nó 25 ngàn 1 ký, cam vàng á. Cam canh 35 ngàn 1 ký, đồ ký xuyên 25 ngàn 1 ký, chích đường Việt Nam á 20 ngàn 1 ký, mặt đá 15 ngàn 1 ký, le đường 25 ngàn 1 ký, đáo đá 25 ngàn 1 ký, cam vinh 20 ngàn 1 ký, bưởi da xanh rất là rẻ luôn, 4 trái 100 ngàn, đường cà bá luôn. Nếu quý vị nào mà ở Sài Gòn thì nhớ đăng ký kênh của Phương để mỗi khi Phương ra video mới quý vị sẽ nhìn thấy video của Phương nha. Và mấy mốt Phương sắp xếp được công việc kênh của Phương lên được khoảng 40.000 người đăng ký kênh thì Phương sẽ đi mua trái cây dùm cho quý vị khán giả trong Sài Gòn nha. Qua Tết thì Phương sẽ sắp xếp công việc để Phương đi mua trái cây rau củ quả cho quý vị ở trong Sài Gòn và Phương sẽ ship cho tới tận nhà cho quý vị nha. Những quý vị nào mà đang kinh doanh quán ăn thì nhớ đăng ký kênh của Phương để qua Tết Phương sắp xếp được công việc Phương sẽ cung cấp trái cây rau củ quả với giá tận gốc cho quý vị ở trong Sài Gòn nha. Bán cầu da Thái 30.000 ký, xin 40.000 ký.
cầu tiết 40.000 một ký. Và cá cao lãnh á 25.000 một ký, dưới cầu thái 35.000 một ký, dưới sữa rèn 35.000 một ký. Và cá hà lộc á, cá cao lãnh 25.000 một ký, hải nước vàng 16.000 một ký. Bằng An Phước 20.000 một ký. Ở đây có đường 25.000 ký. Nó còn dài Thái 35.000 ký. Nhanh Thái lớn 25.000 một ký. Dưa lè 20.000 một ký, dưa lè xanh 15.000 một ký, bơ này 15.000 một ký, mắm cầu xiêm cái này 35.000 một ký, dưa lưới từ 10-15.000 một trái đi theo loại, sò keo vàng 20.000 một ký. Đu đủ 10.000 một ký. Cam canh 25.000 một ký. Nó rè là 30.000 một ký. Bữa tay á từ 70-80.000 một ký thì theo loại. Có loại 30-40 theo loại, đại ngon 40, bơ chín 20.000 một ký, treble 20.000 một ký, mực đá này 15.000 một ký, cháo đá 25.000 một ký, bưởi dưa xanh có 15.000 một ký. Thanh long vùng đỏ 20.000 một ký, rồi cái phim ra vùng đỏ 30.000 một ký. Chân chơm 17.000 một ký. Cảm ơn.
mi ruột đỏ 22.000 một ký, mỗi chân châu ruột đỏ 20.000 một ký, hồ nữ hoàng 20.000 một ký, sơ bồ 20.000 tới 23.000 một ký, cái gùi sim á 35.000 một ký, cái sim 35 tới 40.000 một ký. Ruby ruột đỏ đây 20.000 một ký, mỗi chân châu á ruột đỏ 20.000 một ký, mỗi chân châu ruột đỏ 20.000 một ký. Mỗi 15.000 một ký. Video này Phương quay vào ngày 24 tháng 12 năm 2023. Video của Phương đến đây cũng dài rồi, tôi xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi kênh Phương Vlog trong suốt thời gian qua. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like video, nhấn nút chia sẻ để không bỏ lỡ thông tin mỗi khi Phương ra video mới nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị bằng một video tiếp theo.